Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thể thao tối trên kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam. AFF Cup 2024 là giải đấu quan trọng nhất với đội tuyển Việt Nam trong năm nay. Chúng ta sẽ có sự chuẩn bị cho giải đấu này bằng giải giao hữu tại Hà Nội vào đầu tháng 9. Trong một diễn biến mới nhất, giải vô địch khu vực sẽ lùi lịch thi đấu khoảng 2 tuần so với kế hoạch trước đó. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã gửi công văn đến các liên đoàn thành viên về việc lùi lịch thi đấu của AFF Cup 2024. Theo đó, giải vô địch khu vực sẽ khởi tranh từ ngày 8 tháng 12 thay vì ngày 23 tháng 11 như kế hoạch trước đó. Sở dĩ có việc thay đổi này là do lịch thi đấu chung với các giải đấu cấp câu lạc bộ của châu Á, gồm AFC Champions League Elite và AFC Champions League 2. Ngoài ra, lịch thi đấu cũ cũng gây khó khăn cho Indonesia khi đội tuyển này sẽ chạm trán Ả Rập Xê tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 vào ngày 19 tháng 11. Bóng đá xứ vạn đảo thậm chí đã tính đến phương án cử đội U22 dự AFF Cup để tập trung lực lượng tốt nhất cho mục tiêu world cup. Với lịch thi đấu mới, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận gia quân gặp Lào vào ngày 9 tháng 12, trước khi lần lượt gặp Indonesia, Philippines và Myanmar vào các ngày 15, 18 và 21 tháng 12. Thầy trò viên Kim Sang-sik chuẩn bị dự giải giao hữu tại Hà Nội vào đầu tháng 9 với các đối thủ Nga và Thái Lan.